Hello, xin thân mến chào tất cả anh em nhé. Chào mừng anh em đã đến với cái video tiếp theo của Máy Xúc Việt Nam Vlog. Hôm nay mình đang đi gắp đá đấy các bạn. Ôi đồ, rồi với một cái dạng. Con máy của em thì nó có một cái cặp kia nữa, cho nên là mình gắp đá này nó rất dễ các bạn. Không, cháu đặt nó vào được mà. Đó, mình thả cái này vào đây. Nhiều cái máy nó vững nha các bạn nha. Cái máy là nó chưa vững, mình nhấc nó cũng nó hơi bồng bềnh. Đây là cái viên nhỏ này, phải cứ cặp vào như này thì nó dễ. Đấy, cái này thì mình điều khiển bằng chân nhá, ở dưới chân của mình như này. Cái này thì mình múc lên cao không sợ nó bị rơi các bác ạ. Đá này thì nó rất là nặng cho nên là chắc là sẽ không chở được nhiều. Cái này thì mình cũng múc lên cho nó căng căng thế này. Máy mình đứng nó vẫn cứ bị bồng bềnh các bạn. Cái này đá bé thì mình sẽ xúc thẳng vào cầu luôn. Viên nhỏ này thì mình sẽ xúc thẳng vào cầu luôn. Đấy, viên nào to thì sợ nó rơi thì mình sẽ cặp nó vào. Đây cũng có một viên này. Viên này tưởng bé mà to phết các bác. Cái này là người ta mang đi đi kè ở bờ ruộng các bác. Cái này là đá này ngày trước nó lở đất nó trôi về. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới kia. Máy này nó có cái cần khá là dài, đứng như thế này thì rất là mắc này. Nên là mình phải đi xuống đằng dưới này mình đứng thôi. Mình đứng ở chỗ này. Lên xong rồi xếp xuống, thả xuống. Hai viên. Viên nào nó gần quá mình móc cũng khó. Viên này nhỏ thì mình có thể múc được này. Viên ở ngoài này mình sẽ cặp.
sát vào máy quá các bác ạ. Tiến lên để dù cho nó là xa. Người nó còn sát quá không khó. Em to thì lát mình chạy cho nó ở dưới. Để gắp bên này nhá. Xếp lên cái gần chỗ đầu này. Được các bạn, nó trơn quá. Lần này mới được. Còn mấy cái viên này mình để lại để lát nữa mình sẽ cẩu sau. Mình sẽ đi lên phía trên nhanh quá nhá. Máy nó đi. Cái đường ở đây nó rất là khó đi cho nên là các bác cái đi sẽ không nhanh được. Trên này rất là nhiều đá này. Và mình sẽ quay cái đầu lại. Quay cái đầu bên lại để tí nữa mình đứng ở một chỗ. Đi lên cái chỗ nhiều đá ở trên kia. Cái đường ở chỗ này thì nó rất là khó đi, nó toàn đá thôi các bác. Đấy là nữa mình sẽ ấy cho mình gom những cái viên đá này vào. Nhặt hết những cái bãi này đi. Cái xích này mà khi mà mình đi lên đá ấy, nó rất là rung. Viên to này có nhấc được không? Thử xem nào. Nhấc được không? Đấy, nhưng mà mình sẽ nhấc từ trong này ra. Nhấc từ đây, nhấc hết cái chỗ này. Nhấc từ cái viên bé này đi. Để đây. Mình sẽ đi để mình bơm mỡ nha các bác nhá. Tháo cái gầu nhanh ra.
để mình mở vừa mở. Ok. Trong khi chờ xe. Thế này, cái này thì cái răng ở chỗ này cơ. cái lỗ bờ vú mỡ ấy. Đây có một căn nhớt để mình bổ sung lên mà còn chưa bổ sung được. Để đây cho nó thấy. Đấy, bơm vào cái ác này một ít. Cái ác này nó cũng hoạt động nhiều mà các bác. Ui, chỗ này bị tắc à. Nào phải thông đi. Cái máy bé này nó còn cái chắn mỡ nó vẫn còn tốt. Cho nên là nó cũng không hao mấy. Đây cái chỗ này nữa này. Rồi. Bơm mấy cái đâu bởi vì mình cũng bơm thường xuyên mà. Cái mỡ này rất là tốt. Úi giời. Đây những cái đầu trấu này. Nó cử động nhiều. Đấy. Cái này nó lòi ra cái chỗ này rồi. Đây. Cái trục khởi động chính này nó cũng khởi động nhiều này, nó cũng cựa quậy nhiều. Đấy, bơm mấy phát là nó lòi ra. Dưới đây có một cái. Bơm cái này cho nó. Hai bơm là ok. À, những cái chỗ như này nó không tiếp xúc với lại đất cho nên là nó cũng mỡ nó cũng được lâu. Đấy. Một cái bơm mấy cái là ok ngay. Đây, bơm một cái giữa này. Hết mỡ rồi. Nào thiết kế cho anh cái xô mỡ để vấn đề vào kia chứ. Làm lấy một cái khóa. Làm như kiểu một sợi xích ấy, chùm qua xong mình khóa vào thì nó không nhấc lên được. Nọ hôm đầu tiên về thì đặt cả can đấy mà cái can nó trắng nhìn rõ quá, mình nhìn đến mình còn nhìn từng cái mắt chứ. Thế thôi. Hết mỡ rồi. Ok. Xem cái video này vài. Video cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video đây nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video tiếp theo.